Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, điện tử hóa giáo dục đã và đang trở nên ngày càng thiết yếu cho học sinh, không chỉ để thực hành về kỹ thuật công nghệ mà còn để tiếp thu kiến thức qua những phương thức đổi mới hơn và mang lại nhiều cảm hứng hơn, từ đó nâng cao chất lượng học cũng như khuyến khích học sinh học tập. Năm học 2019-2020, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã áp dụng mô hình học toán tiếng Anh thông qua một ứng dụng thông minh mang tên Edutain. Đây là một phần mềm trực tuyến học toán thông qua trò chơi, sử dụng hệ thống AI phân tích khả năng tư duy toán học của trẻ. Phần mềm Edutain đã được cô và trò trường tiểu học Đoàn Thị Điểm áp dụng một cách hiệu quả trong công tác dạy và học bộ môn toán tại trường. Bên cạnh đó, việc soạn bài và giảng dạy của giáo viên cũng trở nên dễ dàng hơn. Khi mà học tập cũng như là tìm hiểu về chương trình Edutain thì thấy rằng là trẻ con sẽ có một cái môi trường vừa là rèn kỹ năng học toán nhưng đồng thời là các con cũng được củng cố về cái từ vựng tiếng Anh. Đấy là lý do vì sao mà nhà trường lại chọn cái chương trình Edutain. Phần mềm thì cũng kích thích cho các con cái tư duy học toán rất là tốt, bởi vì có những cái bài mà yêu cầu là phản xạ nhanh, con cảm thấy rất là hào hứng và các con biết được thêm rất nhiều cái kỹ năng thông qua việc chơi trò chơi học toán trong phần mềm. Phần mềm này không chỉ giúp các em học sinh hứng thú với bộ môn toán thông qua việc được chơi các trò chơi mà còn giúp các em trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình. Những ưu điểm vượt trội mà phần mềm này mang lại chắc chắn sẽ là một bước tiến mới trong việc thay đổi tư duy môn toán của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nhằm nâng cao việc dạy và học và giúp các em học sinh yêu thích cũng như hứng thú hơn với bộ môn này. Mình cảm thấy là đây là một chương trình hết sức ưu việt. Thì con trước đây thì con cũng không thích học toán đâu, nhưng mà từ khi học Edutain thì con rất là thích thú và đam mê hơn với môn toán. Bởi vì là qua cái chương trình Edutain ấy thì là con được học toán qua cái hình thức chơi trò chơi, nó rất là hấp dẫn với cả các bạn ý. Và một cái điểm ưu việt thứ hai ấy là toàn bộ chương trình Edutain đều bằng tiếng Anh, thì nó không chỉ giúp các con phát triển năng lực học toán mà còn giúp các con phát triển về ngôn ngữ tiếng Anh nữa. Và theo chị thì đây cũng là một cái chương trình hết sức là ưu việt với cả xu thế hiện nay, khi mà các con càng ngày sẽ càng hòa nhập với cả môi trường giáo dục toàn cầu.